cách sống. Những người mà người ta sống tuy dưới quê mộc mạc chất phác nhưng mà người ta biết đạo đức, người ta biết cách sống, đó là rất là quan trọng. Khi hai cái thần hồn mà một người rất là giàu, một người rất là nghèo mà cùng chết một lượt, mà người 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 giàu thì dĩ nhiên người ta phải tạo nghiệp biết bao nhiêu người ta mới giàu, thì lúc đó sẽ đa số là phải đi trả nghiệp, là đi xuống. Còn người sống bình dị là mà biết cách sống á, mà không có tạo nghiệp, họ sẽ đi lên. Khi chết á, mới quan trọng, chứ không phải khi sống là quan trọng nha. Mình phải nên họ coi kỹ cái đó, chết mình đi về đâu mới quan trọng. Tài năng thì không bằng cách sống. Con người á, keo là ở chỗ nhẫn. Đa số á, là những nhà đại gia, những người làm chính trị, họ có sự nhẫn nhục thì họ ở họ là cao, chức vụ cao, nhà cao đại khái. Còn mà quý với nhau là chỗ thiện, là họ cao nhưng mà cái tâm họ ác cũng như không, mình không có quý họ. Còn những người nghèo mà họ có cái tấm thiện thì mình trân quý. Họ sống rất là đạm bạc nhưng mà họ biết đạo, biết tu, biết chia sẻ, là mình trân trọng những người đó. Còn ở trên đời có những cái mà có cao nhất hơn cái những cái cao về tiền tài quyền lực và hơn chữ thiện nữa là những người biết ngộ. Ngộ ở đây mình không phải nói là ngộ cái thành Phật. Có nhiều người ở ngoài như đạo Công giáo, những người khác cứ nghĩ là chữ ngộ là thành Phật, không phải. Ngộ tức là nhận thức được cuộc đời này nó vô thường, nó không có ý nghĩa gì hết, mà mình cứ lăng xăng chạy theo nó, cái đó là người đó đã ngộ. Những người mà hôm 2 năm trước khi lên mạng chửi kiệt mấy dư luận viên á, mấy em dư luận viên 10.000 em á, lãnh lương chửi á, thì hôm nay lại xin lỗi kiệt, thì những người đó gọi là ngộ đó. Thì mình là ngộ là cao hết trong 3 thứ: nhẫn, quý và thiện. Ngộ là cao nhất đó.